Bao nhiêu cái dự định gấp ủ đầu xuân cho chuyến đi của anh em mình ngày hôm nay, thời tiết có vẻ là không ủng hộ. Nhưng mà anh nghĩ là các cụ nói rồi, ăn chơi sợ gì mưa rơi. Mưa rơi nơi này, mưa rơi nữa, chúng ta vẫn đi. Đặc ok, rồi là vậy thì đi. Chúng ta sẽ hôm nay chúng ta sẽ gửi những cái trải nghiệm thực tế nhất cho khán giả của Việt Nam Road Trip. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với Việt Nam Road Trip. Và hôm nay Việt Nam Road Trip chúng tôi thân mời các bạn hãy cùng chúng tôi, cùng với người bạn đồng hành là chiếc Volkswagen T1 Allspec, khám phá Đà Lạt của Bắc Giang. Ơi em có mang cà vạt đấy. Trói thôi. Trời nó vẻ hường lên rồi đấy. Em nghĩ nó hy vọng là lên kia nó sẽ... là lên kia trời có thể sẽ khác. Biết đâu được, chúng ta là may mắn. Ừ. Nhưng mà Đà Lạt của Bắc Giang á, Bắc Giang có Đà Lạt này. Đấy là người ta ví gọi như thế thôi. Tức là ở đấy nó khí hậu nó mát mẻ quanh năm. Ừ. Mùa hè thì cũng rất là mát. Và thực ra nó là một cái tên khá là quen thuộc đối với dân du lịch bụi Việt Nam. Mang tên là Đồng Cao. Đồng Cao. Đồng Cao thì gọi Đồng Cao không phải còn văn vở. Nhưng mà thực sự là Đồng Cao là khí hậu nó mát mẻ. Đồng Cao thì được xem là một bản khó khăn nhất của huyện Sơn Động. Và huyện Sơn Động được xem là huyện khó khăn nhất và xa xôi nhất của tỉnh Bắc Giang. Thế là Đồng Cao nhất Bắc Giang sẽ chinh phục cái cao nguyên Đồng Cao đấy. Khá là đẹp. Nói chung là anh đã đi cỏ đó một lần rồi. Em cũng được đi Đồng Cao một lần rồi. Cũng nhiều ấn tượng. Rất là lâu rồi. Không biết là bây giờ nó sẽ như thế nào thì chúng ta sẽ cùng xem rồi. Xin chào tất cả các khán giả Việt Nam Trip. Và ngày hôm nay thì hành trình của Việt Nam Trip thì có thêm những người mới xuất hiện. Một trong những người mới thì chính là mình. Mình tên là Hoàng Anh. Và có lẽ là trong chuyến đi này thì mình sẽ xin phép được là người dẫn mọi người đi chơi. Bởi vì anh Giáp thì cái gì cũng biết rồi. Nên là anh Giáp sẽ là người mà dẫn dắt chúng ta để trả lời những câu hỏi, 1000 câu hỏi vì sao của mình. Và trong chuyến đi này thì đằng sau các bạn còn thấy là còn có 3 thành viên nữa. Bạn nữ sinh gái mặc áo màu xanh là bạn Trang. Bạn cameraman Đạt ơi. Đấy, một thành viên mới của VRT. Đấy, tí nữa sẽ tương tác nhiều hơn. Còn sau lưng mình thì là anh Đạt, người mà luôn luôn gửi đến tất cả chúng ta những hình ảnh rất là đẹp. Và hẹn gặp lại mọi người trên đường. Có cái gì hay thì Việt Nam Trip sẽ gửi đến tất cả khán giả. Chạy được một đoạn khoảng 20-30 cây nhỉ. Thì bắt đầu trời bắt đầu hửng nắng rồi anh ạ. Hy vọng là đây là lần đầu tiên em thấy hy vọng là dự báo thời tiết nó sai. Tùy duyên thôi. Nên đấy nắng thì chúng ta sẽ chơi kiểu nắng và mưa chơi kiểu mưa thôi. Anh có thể chia sẻ một chút về con đường đi lên Bắc Giang, lên Đồng Cao không? Bởi vì đợt trước em nhớ là em đi xe máy và em không đi đường này. Thực ra thì lên Đồng Cao thì thông thường mọi người sẽ đi từ Hà Nội thì sẽ qua Bắc Ninh, nên đến thành phố Bắc Giang thì sẽ sang đường đi đồi Ngô, đi Sơn Động, đến huyện Sơn Động tức là thị trấn An Châu ấy. Thì sẽ có hai con đường để đi lên được tới Đồng Cao. Một con đường là đi qua Thạch Sơn, Đồng Băm, sau một con đường là sẽ đi qua Bản Gà. Thì các bạn có thể đi theo một vòng tròn, có thể đi từ Thạch Sơn xong rồi vòng lên Đồng Cao, sau đó vòng xuống Bản Gà để xuống An Châu được. Cái tổng cung đường thì nó rơi tổng khoảng hơn 100 km thôi. Không phải là quá xa. Chúng ta có thể đi bằng xe máy hoặc ô tô được. Thật ra đấy là một nơi mà rất là phù hợp để cho các gia đình hoặc là các bạn sinh viên cắm trại. Em nhớ ngày xưa là em chạy đường Lạng Giang xong rồi Chũ. Đúng rồi, đi qua Chũ đấy. Đi đường này qua đồi Ngô đấy, Chũ đấy. Không biết đường bây giờ nó như nào, nó đẹp hơn chưa. Tí nữa chúng ta sẽ quay lại cái đoạn đường đấy một chút để cung cấp thông tin cho khán giả. Tuyệt vời. Quý vị các bạn có biết đây là cái gì không ạ? Có lẽ là nhiều bạn ở thành phố, nhiều bạn nhỏ ở thành phố bây giờ sẽ không biết đây là gì. Đây chính là mạ non để người dân dùng để cày cấy. Và ngày hôm nay trong cái chuyến đi chơi vào cái tiết trời đầu xuân như này, rất may mắn là vào đúng vụ mùa thì hiện tại Việt Nam Road Trip đang ở cách thị trấn Chũ, thành phố Bắc Giang khoảng tầm 20 km. Và xung quanh đây các bạn có thể nhìn thấy đấy là cảnh của các cô đang làm đồng, những người nông dân đang làm đồng. Đây chính xác là cái hình ảnh mà chúng ta vẫn được nghe ngày xưa, đấy là bán mặt cho đất và bán lưng cho trời. Những hình ảnh mà
rất khó mà bây giờ có thể nhìn thấy được nếu mà nếu như không chúng ta không đi xa ở các thành phố. Vâng, con chào cô. Vâng. Và sau quãng đường 150 km từ Hà Nội đi lên đến Bắc Giang và qua rất nhiều đoạn đường đèo núi thì hiện tại Việt Nam Nói Chuyện đang có mặt ở Đồng Cao của năm 2021. Anh Giáp thấy Đồng Cao bây giờ và Đồng Cao ngày xưa anh lên thì khác nhau nhỉ? Đồng Cao bây giờ dễ đi hơn rất nhiều so với ngày xưa của tụi anh đi. Cái đây khoảng hơn 11 năm, khoảng 2009 gì đó thì tụi anh mò lên Đồng Cao. Hồi đấy Đồng Cao là một bản biệt lập và không có sóng điện thoại, không có điện, không có nước sinh hoạt bình thường. Nó là một cái bản rất là biệt lập của người Dao. Và con đường duy nhất để lên được Đồng Cao hồi đấy là phải đi qua xã Thạch Sơn. Là con đường có thể đi xe máy được, nhưng bằng đường đất. Còn con đường thứ hai là con đường đi đường rừng, là đi qua bản Gà ở phía sau này. Mà bây giờ thì hôm nay anh thấy là đường cái chỗ mà đoạn bê tông nó trải hết cả rồi. Thì xe ô tô có thể lên tận đây. Đây, ví dụ như là hôm nay mình đi hẳn cho xe lên tận đây được luôn. Đây là lần đầu tiên. Hồi xưa tụi anh để đi được lên đây thì phải đi xe máy off-road cực kỳ khó khăn. Mà nếu mà trời mưa thì chắc chắn là xác định bỏ cuộc. Đây cũng là lần đầu tiên lên trên này Đồng Cao bằng ô tô. Lần trước lên Đồng Cao là 2012, đường lên thì cũng không được đẹp như bây giờ. Đường cũng khó khăn hơn và hồi đấy là còn đang làm đường. Anh Đạt thì sao? Anh Đạt lên năm bao nhiêu và đường nó nhỉ? Cũng khoảng đấy thôi. Nghe bảo còn có kỷ niệm. Đừng nhắc về vì tôi kỷ niệm rồi. Trang đây, Trang là lần đây là lần đầu tiên. Em thấy cái chỗ này nó như nào? Nó đẹp hơn em nghĩ. Khu này thì một cái khu nó chỉ gần giáp Hà Nội như thế thôi, nhưng mà lên đến đây em cảm giác như kiểu mình đang lên Tây Bắc. Thật ra cái ngày mình lên Đồng Cao thì nó toàn là đường đất với lại phải đi qua mấy con suối đấy. Đúng rồi. Đau thương đấy là vụ nguyên cả một túi máy ảnh lại ở bờ suối. nói chung là hồi đấy thì cái chiếc máy ảnh nó là một cái gia tài. Chuyện thế mới bảo là đi xe ô tô là có bao nhiêu cái lợi. Ngày hôm nay lên Đồng Cao thì may mắn nhỉ, anh em mình xem thời tiết là trời mưa chứ hôm qua đêm qua Hà Nội còn mưa đúng không. Sáng nay thì vẫn còn nghĩ là lên trên này thì không thể ngồi ảnh gương được. Thế nếu mà ở trong không gian này, cái việc mà anh Đạt muốn làm nhất là gì? Uống cà phê thôi.
Mình đạt thân thôi, mình chỉ uống cà phê và ngắm trời mây thôi. Anh pha cà phê rồi. Đây có cà phê rồi. Anh người ta đôi có cặp thì người ta chui vào cái bụi bòn ở đấy người ta tâm sự chẳng hạn, còn mình thì cứ giữa trời đất nghêu ngao thôi. Anh Giáp thì sao, việc nếu mà đến một nơi này anh muốn làm nhất là gì? Thực ra việc anh muốn làm nhất là anh ngồi yên và ngắm đất trời, không nghĩ gì cả. Thực ra cái phong cảnh của Đồng Cao nó vẫn như thế, sau hơn mười mấy năm cũng không có gì khác nhiều. Nó chỉ khác ở cái đường xá lên dễ hơn rất nhiều thôi. Còn cái những cái đồi cỏ hoặc là tất cả mọi thứ ở đây thì cũng như ngày xưa, nó chỉ có thêm là nhiều rác hơn. Các bạn để ý là đừng xả rác ra ở đây. Rồi tôi thấy là hồi tụi tôi lên năm đó thì gần như không có dấu chân của bóng dáng của dân du lịch, cho nên là nó hoàn toàn rất là sạch và người dân ở đây họ cũng rất là lạ lẫm với người ngoài. Bây giờ thì lên trở lại thì thấy rác khá là nhiều, thì các bạn hãy, nếu mà các bạn đi du lịch thì nên ý thức bảo vệ môi trường tốt hơn. Công nhận em thấy là nhiều rác hơn hẳn cái hợp của em đi, nó vẫn hoang sơ như vậy, Đồng Cao vẫn hoang sơ như vậy, không hề homestay nha các bạn nhé. Chúng tôi đã có tìm hiểu rồi, ở đây thì mọi người có cái cách mà lưu trú của mọi người thích nhất đấy chính là việc cắm trại qua đêm. Và có rất nhiều đồng bào, các bà, các mẹ là bán củi để đốt qua đêm, thì chút nữa là mình có thể mình đi, sau khi mình ngồi ảnh gương một lúc thì mình sẽ đi mình giao lưu với các cô để xem là cùng tìm hiểu một chút thông tin về Đồng Cao, xem Đồng Cao bây giờ đã có các dịch vụ phát triển như thế nào rồi. Nhưng mà mình hỏi như là chứ không stay. Và tối nay thì anh em sẽ không ngủ ở đây đúng không? Không, bởi không? Vì mình sẽ xuống ở dưới trung tâm mình ngủ. Ừ, sân động, mình ngủ. Sân động ngủ. Bởi vì thực ra hồi sinh viên thì khỏe, hồi đấy thì trẻ khỏe, chứ còn bây giờ bảo là ngủ đêm. Kể ra nếu bây giờ anh có bạn gái anh cũng sẽ cắm lều, anh mặc lều, đừng chấp với cô nào. Nhưng mà chưa mang bạn gái. Đồng Cao của ngày hôm nay nó vẫn thế, nó vẫn là một cái nơi để các bạn có thể ngồi tạm quên đi những khói bụi của thành phố, tạm quên đi những cái mệt mỏi của cuộc sống để tận hưởng hơn thiên nhiên. Bởi vì cái điểm này rất là cao, các bạn có thể nhìn thấy toàn bộ cái núi tập trung rất là đẹp. Bây giờ bọn tôi đang ngồi buổi chiều ở đây thì cái khói ở cái bản gà bà con chắc là nấu ăn thì còn sau mây mù kìa. Kia là bản gà. Đây, đằng kia là bản gà đấy. Đấy mây kìa. Kia là Vân Sơn, là sơn động ăn trâu ở dưới kia. Thì nhìn thấy toàn bộ cái bản gà ở đấy và khói lam chiều bay lên nhìn kiểu nhớ nhà, nhớ quê hết nhỉ. Và sau khi ngồi tại cái chỗ hạ bàn ghế khoảng tầm 15-20 phút thì bây giờ tôi với Trang sẽ cùng nhau đi lại và ngắm nhìn cái khung cảnh ở Đồng Cao. Các bác đã bán em được bó củi nào chưa ạ? Mọi người là bán củi cho dân khách du lịch đúng không ạ? Mình ở bản nào bà? Bản gà à? Đồng Cao à? À bản Đồng Cao, vâng. Đồng Cao thôi. Đồng Cao. Vâng. Đây là Xuân Động hết. Anh ơi, lấy bó nhỏ. Ui, nặng quá đấy, cái này nó phải tầm 15 cân. Bà vác lên nhỉ hả? Vác lên nhỉ? Vác lên vai. Vác lên vai, vâng. Thử ra. Ui, mình, tôi là thanh niên mà tôi còn cảm thấy là nó khá là nặng ấy. Mà lại còn đi đường dốc nữa chứ. Dốc chứ. Nó đi đường dốc, ui. Thì có đi đường dốc. Đường dốc này nữa. Ui. Cái sức xanh, sức thanh niên mà đi lại còn khó chứ đừng nói là các bà đấy. Vất vả, vất vả. Vất vả đấy các bạn ạ. Củi tận 15 cân nữa thì thực sự là quá là khó khăn khi mà đi lên đến tận đây. Thôi mọi người, nếu mà những ai mà đến đây du lịch ấy, thì có thể lên trực tiếp đây mua củi, không phải mua ở dưới đâu, mua cho các bà này. Các bà đỡ vất vả. Vất vả khi mà cắm được một bó củi từ dưới chân. Bạn về nhà tới chơi không? Vất vả. Bạn về nhà tới chơi không bạn? Hiện tại đang là 6 giờ 30 chiều tại Đồng Cao. Nhiệt độ lúc này có lẽ chỉ khoảng tầm 17 đến 18 độ thôi, khá là lạnh rồi. Tất cả thành viên trong đoàn thì đã mặc áo khoác rồi. Sau cái cuộc trò chuyện với người dân ở đây thì chúng ta có thể nhận thấy là Đồng Cao hiện tại chưa có nhiều dịch vụ. Chỉ có mọi người có thể mang đồ ăn lên đây cắm trại và mua củi qua đêm. Điều đó một phần nào đó giúp cho Đồng Cao giữ được cái vẻ hoang sơ trong suốt 10 năm như vậy. Tuy nhiên có một cái vấn đề đó là ở Đồng Cao hiện tại có rất nhiều rác. Tuy là ở đây chúng ta đã có những cái chiếc thùng rác rất là sẵn có như này, nhưng mà có vẻ là ý thức du lịch thì không phải ai cũng được tốt. Và hy vọng là cái
những ai mà đến đây thì sẽ đừng để lại rác, chỉ để lại những dấu chân và mang về những bức ảnh. À, bây giờ thì Việt Nam Road Trip sẽ kết thúc cái ngày ở đây vì lạnh quá rồi. Chúng tôi sẽ trở về dưới thị trấn ở dưới Sơn Động và nghỉ ngơi và ấp ủ cho một cái dự định thật sự lớn vào ngày mai, một điều bất ngờ cho quý vị ngày mai. Và tất nhiên là phải làm được thì mới gửi đến được. À, hẹn gặp lại quý vị ngày mai nhé. Hello xin chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày thứ hai của chúng tôi ở Đồng Cao thì đêm qua cả đoàn VRT đã có một cái chặng nghỉ chân tại thị trấn An Châu của huyện Sơn Động. Và buổi sáng nay thì chúng tôi đã đi chuẩn bị được một ít đồ để buổi trưa làm đồ nướng BBQ ở trên Đồng Cao. Sau khi mà đã chuẩn bị một cái kế hoạch rất là hoàn hảo cho buổi trưa ngày hôm nay, cái dự định mà ngày hôm qua chúng tôi chia sẻ với các bạn đó là chúng tôi định tổ chức nướng BBQ. Khá nhiều đồ nướng đã được chúng tôi mua vào sáng nay, vào buổi chợ sáng nay. Thời tiết của Đồng Cao đang khá là tệ. Bầu trời thì rất là nhiều mây, xung quanh đây thì sương mù bao bọc và có mưa nhỏ. Mọi người có thể thấy là đây này, những cái cành thông này có rất nhiều hạt sương đó. Và làm cho nền đất ẩm khiến cho chúng tôi không thể nào mà đốt lửa được. Tuy nhiên thì theo cái tiêu chí là có gì dùng đó thì đây là có gì dùng đó. Chúng tôi đã có chuẩn bị một cái lều nhỏ và một ít đồ ăn. May mắn là chuẩn bị ít đồ ăn sẵn. Cùng xem là hôm nay chúng ta có gì cho bữa trưa nha. Bạn Trang sẽ chuẩn bị gì cho bữa trưa nhé. Hello đầu bếp, hôm nay có gì ăn nào? Buổi trưa nay à? Trưa nay thay vì cái món đồ nướng BBQ thì chúng mình sẽ thay đổi bằng cái món ăn nhanh đi. Chúng ta sẽ có bánh mì giò này. Bánh dày giò. Ok. Bánh dày mặn và hoa quả. Ok. Cũng có đủ protein và tinh bột rồi đấy. Chắc nên là chúng ta sẽ no có đúng. Nhiều năng lượng đấy. Đang ngồi đây với cái thời tiết nó nhiều sương và mưa này, tóc thì ướt nhẹp rồi và quần áo thì hơi ướt rồi. Có lẽ là Việt Nam Trip sẽ phải gửi lời chào đến tất cả quý vị các bạn đóng lại cái hành trình chinh phục Đồng Cao tại đây thôi. Tuy là chuyến đi không được như mong muốn nhưng mà các thành viên trong đoàn cũng đã có những trải nghiệm rất là thú vị. Ví dụ như là việc được ngồi ăn ở giữa trời mưa, tận hưởng cái lạnh khi mà thời tiết ở phố xá đang khá là oi bức và hơi ngột ngạt thì như một câu nói rất là nổi tiếng, hạnh phúc là cả một hành trình chứ không phải là điểm đến. Vậy thì chuyến đi ngày hôm nay cũng như vậy. Bản thân tôi cảm thấy hạnh phúc với hành trình này, hạnh phúc bởi vì được trải nghiệm và hạnh phúc bởi vì có những người bạn đồng hành đi đến những vùng đất mới, khám phá những nơi, những cái văn hóa mới. Và bây giờ thì chúng ta sẽ phải trở về thôi. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những hành trình mới và những điểm đến mới của đất nước Việt Nam xinh đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.